sao em một người luôn yêu thương vô vị, sẽ chia những buồn vui chính anh hỡi người. Dù cho mưa hay nắng đã luôn bên cạnh em, chở che và thương yêu. Phút giây này em đã mong chờ từ lâu lắm, khoang lên mình chiếc áo, lòng em hạnh phúc lắm anh ơi. Em bây giờ là cô dâu bước đến anh dạng người, ngày hôm nay khắc ghi câu chuyện chúng ta, và em sẽ bước đến phía anh âu cười dạng người như giấc mơ. Giữa muôn ngàn người đang chúc phúc cuộc tình, ngàn màu hoa lung linh, rồi anh trao chiếc nhẫn xinh, thương và yêu quý nhân đời mình. Hạnh phúc em ngỡ như vỡ òa, nguyện trọn đời sẽ luôn bên từ lâu lắm. Khoang lên mình chiếc áo cười, lòng em hạnh phúc lắm anh ơi. Em bây giờ là cô dâu bước đến anh dạng người, ngày hôm nay không nghĩ câu chuyện chúng ta, và em sẽ bước đến phía anh áo cười dạng người như giấc mơ. Giữa một ngàn người đang chúc tình, ngàn màu hoa lung linh, rồi anh trao em chiếc nhẫn xinh, thương và yêu quý nhân đời mình. Hạnh phúc em ngỡ như vỡ òa, nguyện trọn đời sẽ luôn bên anh. Cảm ơn em khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương chăm sóc và bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất, và anh mong rằng cả một khoảng thời gian về sau, và anh sẽ là một người yêu thương chăm sóc bên cạnh em, và một người cho em là một bờ vai cho em dựa vào. Anh yêu em. Thank you.
Chúng tôi xin được vui mừng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta là chủ nhân của những tấm tờ bảo hạnh phúc được khắc tên hai bạn, chú rể Nguyễn Luân của dâu Thanh Thơ. Và trong không gian tiệc cưới ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng tất cả mọi điều tốt đẹp mà quý vị dành đến cho cô dâu chú rể đó chính là những lời chúc, những lời nguyện cầu về tình yêu để cô dâu chú rể của tôi được trọn vẹn hơn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Và thưa quý vị, những lời nói đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay lời hai bên gia đình đỡ lời cô dâu chú rể, xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào nồng nhiệt nhất trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, bạn thân mến, từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau thì tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều những diễn biến đầy cảm xúc và vô vàn những màu sắc khác nhau, nhưng đều có chung một điểm, đó là kể từ khi hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập thì các đôi yêu đương thường muốn gắn kết với nhau bằng một mái ấm gia đình để họ nguyện rằng mãi mãi như chim liền cánh và như cây liền cành. Và ngày hôm nay thì trong một khoảng thời gian mà cô dâu chú rể đã quen biết, tìm hiểu và yêu nhau để ngày hôm nay họ bắt đầu cuộc sống mới, chúng tôi tin rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gia đình của họ sẽ được trọn vẹn bằng những lời chúc cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, qua sông thì phải bắc cầu, làm mai dân mối thì phải có người đỡ đầu đưa hai bạn đi. Giây phút này xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên sân khấu những hình ảnh của hai bên gia đình, đặc biệt đó chính là sự hiện diện của hai phái đoàn. Trước tiên, cho tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị những hình ảnh của hai bên gia đình. Và bây giờ, xin mời hai bên đại diện chúng ta cùng tiến vào trong liên đoàn đăng quang. Xin mời. Dành một tràng tay lớn để chào đón hai vị đại diện được không ạ? Tận tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì hai vị đại diện sẽ đại diện chung cho tất cả những điều tốt đẹp mà gia đình dành cho cô dâu cũng như chú rể của chúng ta. Và thưa quý vị thân mến, để chào đón tất cả quý vị tại đây, đó chính là nồng yêu, tình yêu rất là tuyệt vời mà quý vị dành riêng cho cô dâu chú rể, đặc biệt gửi thêm những lời chúc mừng đến cho hai bên gia đình. Và để thể hiện những tấm lòng tuyệt vời mà gia đình để cảm ơn tất cả quý vị, giây phút này xin mời hai vị đại diện chúng ta cùng quay xuống bên dưới và có thể dành cho quý vị một cái cúi đầu gửi lời chào được không ạ? Và chúng ta có thể dành một tràng tay được không quý vị? Vâng, rất là tuyệt vời, xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và bây giờ cho tôi xin mời hai vị đại diện chúng ta cùng tiến lên phía trên để cùng thắp nên hai ngọn nến hồng sưởi ấm cho ngày phút này. Xin mời. Và trước tiên chúng tôi xin mời ngọn nến tình yêu của gia đình hoặc nhà gái. Và tiếp theo xin mời ngọn nến của gia đình hoặc nhà trai. Và quý vị thân mến, hai ngọn nến được thắp lên rồi, chúng ta phía dưới có thể dành thêm một tràng tay nữa được không ạ? Và xin chúc mừng cho những khoảnh khắc này của hai bên gia đình. Và bây giờ xin mời hai bác cùng quay lại vị trí ban đầu. Và thưa quý vị thân mến, người Việt Nam chúng ta thường có một quan niệm rất là hay. Con cái thường là tài sản lớn và vô giá của mấy bậc làm cha làm mẹ. Và trong ngày hôm nay, thì trong ngày hạnh phúc của cô dâu cũng như của chú rể, thì gia đình vẫn luôn bên cạnh để yêu thương, che chở và nâng niu. Và chính vì vậy, để kết hợp nên một câu chuyện tình yêu như vậy thì chắc hẳn hai bên gia đình cũng sẽ phải có một tình cảm thông gia. Qua đó, chúng ta cùng kết chặt nên những tình cảm tốt đẹp dành cho cô dâu chú rể. Và bây giờ, để thể hiện hình ảnh đó, xin mời hai vị đại diện cùng quay vào nhau. Quay vào nhau và cùng trao cho nhau một cái bắt tay ân cần trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng được không ạ? Chúng tôi mong rằng thêm một tràng tay nữa cho khoảnh khắc này ạ. Và kể từ ngày hôm nay thì hai gia đình của chúng ta đã thông gia như là một. Và gánh nặng cuộc đời ta cùng san sẻ ra. Chúc cho tình cảm hai nhà mãi luôn mặn mà, gắn bó và keo sơn. Và xin cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp này. Và về phía trên chúng tôi chuẩn bị hai hàng ghế danh dự chào đón hai bác. Xin mời hai bác về hàng ghế danh dự của mình. Xin mời. Và kính thưa tất cả quý vị, đúng ra trong ngày hôm nay thì sẽ có những mâm bánh chầu cầu, những sính lễ, những kỷ vật tình yêu diễn ra tại đây. Nhưng chúng tôi tin rằng tất cả những điều đó có sự hiện diện của bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác sẽ rất là tuyệt vời. Chính vì vậy, tất cả những nét đẹp này, những giá trị văn hóa này thì ở bên Việt Nam, hai bên gia đình sẽ có một ngày để gặp gỡ cũng như trao cho nhau. Chúng tôi biết rằng quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi tất cả những anh em miền Trung gọi đó là lễ nạp tài. Chính vì vậy hình ảnh đó sẽ được thực hiện tại quê nhà Việt Nam. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và chúng ta có thể dành một tràng tay để chuẩn bị chào đón hai nhân vật chính của chúng ta được không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi tin rằng tất cả quý vị đến đây đều có những lời chúc mừng đến cho cô dâu chú rể. Và bên cạnh đó còn chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu chú rể. Chúng ta cùng tiến vào trong lễ đường đăng quang để làm sao
ra mắt với tất cả quý vị rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc sống này, sẵn sàng với cuộc đời của mình, hôn nhân, hạnh phúc và gia đình. Và thôi, chúng tôi xin phép không miên man nữa. Giây phút này, xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi dành những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sân khấu hai nhân vật chính của chúng ta. Trước tiên đang diện trên mình một bộ vest cưới rất lịch lãm, cũng như trên tay đang cầm bó hoa tươi thắm. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón lên sân khấu chú rể Nguyễn Luân, xin lang Yip Cha. Vỗ tay mạnh lên quý vị ơi. Và kính thưa tất cả quý vị, Quân Bảo vừa bắt tay chú rể và có lẽ cho lại mượn bàn tay một chút. Quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày mà chú rể đánh dấu mốc son cho cuộc đời của mình. Ngày mà anh đã sẵn sàng để đồng hành cùng người vợ của mình vượt qua tất cả những thăng trầm, những bão giông của cuộc đời để hướng đến một cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc và gia đình. Bây giờ chú rể đã sẵn sàng và Quân Bảo đã cầm tay chú rể rất là chắc chắn rồi. Chúng ta có thể dành thêm một tràng tay để chào đón chú rể chúng ta được không ạ? Chào đón cho sự sẵn sàng này. Và quý vị thân mến, chú rể Nguyễn Luân đã sẵn sàng cho cuộc đời của mình. Và chúng tôi tin rằng quý vị cũng đã sẵn sàng để chào đón khoảnh khắc đẹp tiếp theo. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì cô dâu Thanh Thơ đến với tất cả quý vị đây. Đó chính là những lời mời được gửi đi qua những tấm thiệp hồng hạnh phúc. Nhưng tôi tin rằng bây giờ sự xuất hiện lộng lẫy của cô dâu sẽ mang lại giá trị tất cả những điều tốt đẹp mà quý vị dành đến cho cô dâu chú rể của chúng tôi trong ngày hôm nay. Không riêng về ai, không riêng vì giá trị nào, mà giá trị ngày hôm nay là giá trị của hạnh phúc, giá trị của hôn nhân gia đình. Chính vì vậy, bây giờ hãy cùng với chúng tôi, cùng với chú rể Nguyễn Luân, cùng với hai bên gia đình chào đón lên sân khấu cô dâu đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin mời sự hiện diện của cô dâu Thanh Thơ, xin phương Yip Cha. Nào quý vị cùng dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Xin mời sự hiện diện. Quý vị ơi, chúng ta có thấy cô dâu hát hay không ạ? Nếu mà hát hay, hãy dành riêng cho cô dâu một tràng vỗ tay được không ạ? Wow, rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của hai em. Và đứng tại đây trong giây phút này thì chúng tôi cảm nhận rằng bầu không khí tại đây, chúng ta đang gửi thêm rất là nhiều những lời chúc mừng đến cho cô dâu chú rể. Chính vì vậy, chúng tôi xin phép giới thiệu đến tất cả quý vị cặp đôi ân ương đẹp nhất trong vườn hoa tình yêu ngày hôm nay. Sự hiện diện của chú rể Nguyễn Luân, cô dâu Thanh Thơ. Một tràng vỗ tay nữa quý vị ơi. Chúc mừng cho khoảnh khắc này. Và sáng nay thì chúng tôi có trò chuyện cùng cô dâu chú rể và có nghe được rằng ngày hôm nay không chỉ bọn em mời khách tại thành phố Jinju tại đây, mà chúng em còn mời khách ở những nơi rất là xa. Có những anh chị em đi từ Seoul xuống này, rồi đi từ Cheonan, rồi từ Quang Chu lại đây, rồi bên cạnh đó còn ở Busan và Kiêng Chu rất nhiều. Chính vì vậy, bây giờ để đa tà đến tình cảm của tất cả quý vị, hãy để cho cô dâu và chú rể của tôi xin phép có một cái cúi đầu nhẹ nhàng gửi xuống để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Nào xin mời hai em cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị. Nào, rất là tuyệt vời phải không ạ? Xin cảm ơn những khoảnh khắc này. Và quý vị thân mến, cũng trong cuộc trò chuyện một thời gian ngắn trước thì chúng tôi có biết được rằng
cô dâu và chú rể họ cũng đã mất khá là nhiều thời gian để yêu nhau. Quý vị biết đó, đã yêu nhau rồi thì một ngày thôi, không nhắn tin, không gọi điện thì rất là nhớ, rất là mong chờ những khoảnh khắc để làm sao được gặp gỡ này, rồi trò chuyện cùng nhau. Mà cô dâu chú rể họ đã trải qua rất là nhiều những thời gian, những thời khắc, tại vì cô dâu chú rể không cùng đi làm chung một chỗ này, rồi nhiều lúc lại cũng không sinh hoạt cùng nhau trong khoảng thời gian một tuần, rồi một tháng, nhiều khi họ còn phải xa nhau vì công việc cũng như học tập nữa. Mà tất cả những điều đó họ đã vượt qua tất cả, và chúng tôi tin rằng đó chính là giá trị của bữa tiệc ngày hôm nay, giá trị của hôn nhân. Nhưng mà chúng quý vị biết không ạ, Quân Bảo tin rằng có yêu nhau đến mấy thì yêu nhau, nhưng đôi lúc cũng có những lúc gặp cảnh sóng gió ùa đến để họ sẽ phải cãi vã này, rồi nhiều khi lại phải tranh luận nữa. Nhưng tôi tin rằng tất cả những sự tranh luận đó đều gắn kết lại bằng hai chữ hạnh phúc và gia đình. Thôi bây giờ, để cảm ơn cho những thời khắc vừa qua, chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian rất là khó khăn để đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian quen biết tìm hiểu. Bây giờ xin mời hai em cùng cách nhau ra mỗi người 1 mét và cùng quay vào nhau nào. Nào, cùng quay vào nhau trong khoảnh khắc này. Hãy để cho cô dâu và chú rể của tôi cảm ơn cho chính tình yêu mà đối phương đã dành cho mình trong bao nhiêu năm tháng qua. Bây giờ hãy cảm ơn cho tình yêu mà chồng dành cho vợ này, vợ dành cho chồng. Hãy yêu nhau nhiều hơn và hãy tôn trọng nhiều hơn nhá. Ngày hôm nay quý vị đã tại đây chứng kiến, chúng tôi mong rằng quý vị hãy thêm một tràng tay nữa để chúc mừng cho khoảnh khắc này. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Ai mà cúi sâu hơn thì tình yêu càng nồng cháy. Nào quý vị vỗ tay mạnh lên quý vị ơi. Ai là người cúi sâu hơn đây? Rồi, chúng tôi nhìn thấy là hai người cúi bằng nhau. Rồi, hạnh phúc gia đình được chia sẻ cho mỗi người đều là như nhau cả nhá. Chúc mừng hai em. Và kính thưa tất cả quý vị, cho tôi biết rằng cô dâu chú rể là những người trong Công giáo. Mà quý vị biết đó, những người trong Công giáo và trước khi được đến với nhau trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay thì họ phải trải qua một khóa giáo lý hôn nhân. Và trong khóa giáo lý hôn nhân đó thì học không chỉ học để biết, học để cho có, học để chúng ta hiểu rằng hôn nhân của những người Công giáo là phải gắn kết, đặc biệt là lòng thủy chung sẽ phải đi theo cuộc sống của hai em đến suốt hành trình này. Chính vì vậy, ngày hôm nay thì tại đây có sự hiện diện của tất cả quý vị, và chúng tôi tin rằng mẹ Maria cũng đang hiện diện tại đây. Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng với tất cả mọi người trong khán phòng này, và chúng tôi cũng hiểu rằng không chỉ tất cả những người Công giáo tại đây là 100%, nhưng chúng tôi tin rằng cũng có một vài anh chị em không phải là người Công giáo. Nhưng thôi, hãy vì tình yêu thương dành cho cô dâu chú rể, bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau đứng dậy và hướng tầm nhìn quý vị lên phía trên, dâng thêm một lời cầu nguyện nữa để trong khoảnh khắc này có mẹ hiện diện với tất cả quý vị và cô dâu chú rể, mang thêm cho cô dâu chú rể của tôi trong đời sống gia đình của mình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, từ khởi nguồn Chúa đã tác tạo và ban ơn lành xuống trên mọi loài mọi vật Ngài đã tạo ra. Và đặc biệt Chúa đã tác tạo nên hình ảnh người nam và người nữ trong cùng một thân thể. Chúa đã yêu thương và ban muôn vàn hồng ân xuống trên mỗi người chúng con. Đặc biệt hôm nay đây, Chúa đã tác hợp nên tình vợ chồng của anh Suze Nguyễn Văn Luân và chị Maria Trần Thị Thanh Thơ. Xin Chúa cho tình yêu của anh chị luôn triển nở và sinh nhiều hoa trái trong đời sống vợ chồng qua lời chuyện cầu của mẹ Maria. Xin cho anh chị được nhiều ơn lành Chúa ban và gia đình luôn được khỏe mạnh, con cái khôn ngoan và hạnh phúc viên mãn. Chúng con họp nhau nơi đây dâng lên những lời ước nguyện chúc phúc cho đôi bạn được như ý mà anh chị hằng ao ước. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Trong
Chỉ bảo đang lành cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ngồi xuống vị trí mà tất cả quý vị đã lựa chọn, và tiếp tục hướng tầm nhìn quý vị lên phía trên để cùng chứng kiến khoảnh khắc tiếp theo của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, những lời cầu nguyện mà quý vị vừa dâng lên đó chính là hành trang đầu tiên để cho cô dâu và chú rể của tôi vững bước trên đời sống hôn nhân gia đình của mình. Và thưa quý vị thân mến, sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly, nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa chúc phúc cho hai em kể từ ngày hôm nay cho đến suốt hành trình này. Và quý vị thân mến, lúc nãy thì Quân Bảo có nói rằng hai vị đại diện là đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp mà gia đình dành đến cho hai em. Và quý vị thân mến, con lên non thì mới biết được non cao, mà con nuôi con thì mới biết được công lao của đất trời. Và để rồi ngày hôm nay con đi xây dựng cuộc đời, làm cha làm mẹ cũng có đôi câu dặn dò. Và chính trong khoảnh khắc này thì chúng tôi tin rằng những lời căn dặn dành đến cho hai em đó chính là những giá trị mà gia đình dành đến, cũng như những lời yêu thương căn dặn hai em trên đời sống gia đình của mình. Và bây giờ xin mời lên sân khấu vị đại diện của gia đình Hội Nhà Gái, chúng ta cùng lên để có đôi lời phát biểu căn dặn và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin mời bác. Kính thưa quan viên ái hậu, kính thưa hai gia đình nội ngoại cùng tất cả anh em bạn bè đã về đây cùng chung vui trong ngày vui của hai em của chúng tôi. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và tôi xin được đại diện cho phái đoàn Hội Nhà Gái. Tôi xin cảm ơn Hội Nhà Trai cùng tất cả mọi người và xin được bắt đầu Kính thưa hai họ, tôi rất vinh dự được làm vị đại diện cho phái Hội Nhà Gái. Trước hết, tôi xin cảm ơn Hội Nhà Trai đã đón tiếp Hội Nhà Gái chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình và thắm thiết. Cùng vì ngăn trở xa xôi cho nên bố mẹ của em thơ không thể đến để tham dự trong ngày vui của hai em được. Vậy tôi xin đại diện cho dòng tộc Hội Nhà Gái thay mặt bố mẹ của em thơ chính thức trao gửi em thơ để về làm con dâu của ông Hồng bà Hương, về làm cháu dâu và làm một thành viên trong dòng tộc Hội Nhà Gái, Nhà Trai. Và cũng xin nhận em Luân về làm con rể của ông Mậu và Việt, về làm một thành viên trong dòng tộc Hội Nhà Gái của chúng tôi. Trước hết những lời, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người luôn có nhiều sức khỏe, bằng an trong Chúa và mẹ Maria. Và anh cũng xin chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. Có bao nhiêu là yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi. Và chúng tôi xin được vời cảm ơn những lời phát biểu đến từ vị đại diện gia đình Hội Nhà Gái. Và quý vị thân mến, Nhà Gái cũng phát biểu rồi, sau đây Nhà Trai cũng có được lời xin thưa. Giây phút này xin mời lên sân khấu vị đại diện gia đình Hội Nhà Trai, chúng ta cùng lên để có lời phát biểu căn dặn, gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, hôm nay tôi xin đại diện cho gia đình Hội Nhà Trai xin được gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới tất cả quý bạn bè, anh em nam nữ cùng các khách quý đã về đây chung vui với hai em cũng như hai bên gia đình chúng tôi hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể hội trường, hôn nhân của hai em đã gặp quá trình tìm hiểu, gặp gỡ, yêu nhau cũng như được sự đồng thuận vun vén từ hai phía hai bên gia đình. Vì thế hôm nay hai bên gia đình chúng tôi có tổ chức buổi lễ thành hôn chính thức mừng ngày hạnh phúc cho hai em. Và tôi cũng xin được cảm ơn vị đại diện của gia đình Hội Nhà Gái đã có những lời phát biểu giao dâu cũng như những lời căn dặn chú đáo tới hai em trong ngày vui hôm nay. Và đại diện cho gia đình Hội Nhà Trai, tôi cũng xin phép được đón nhận em thơ về làm con dâu trong gia đình ông bà cũng như làm con làm cháu trong dòng tộc chúng tôi. Và xin chúc cho hai em từ nay nên vợ thành chồng, sẽ luôn sống hòa thuận, yêu thương nhau. Xin chúc cho hai tình yêu hôn nhân của hai em 100 năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và sau cuối, xin thay lời cho gia đình ông bà cũng như đại diện cho gia đình Hội Nhà Trai, xin cảm ơn
những tình cảm chân thành mà quý khách đã dành cho hai gia đình cũng như hai em chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý khách thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn. Có bao nhiêu là yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi. Trong đứng sau lưng nhìn con. Và chúng tôi xin được vui mừng cảm ơn những lời phát biểu đến từ vị đại diện hai bên gia đình. Và quý vị thân mến, hai bác cũng đã căn dặn hai em trong đời sống hôn nhân gia đình của mình. Và chúng tôi nghĩ được rằng những cái giá trị mà hai vị đại diện dành đến cho hai em qua những lời phát biểu đó là để cho hai em cùng nhau cố gắng vươn đến cái điều tốt đẹp. Em nghĩ rằng trong đời sống hôn nhân của mình, đó chính là phải làm sao hạnh phúc, sau này còn con cái cùng đồng hành với mình trong gia đình nữa. Hãy cố gắng làm sao, hãy nghĩ rằng gia đình luôn là nền tảng đầu tiên để cho em nghĩ về tất cả những giá trị tiếp theo của cuộc đời này. Và xin cảm ơn hai bác và xin chúc hai bác cùng gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng. Và bây giờ hãy nhận từ cô dâu chú rể của tôi một cái cúi đầu cảm ơn ạ. Xin mời. Và quý vị hãy đồng hành cùng một tràng pháo tay để cảm ơn hai vị đại diện được không ạ? Xin cảm ơn hai bác rất nhiều. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng tôi xin mời sân khấu tất cả những giá trị tiếp theo qua những nốt nhạc tình yêu để gửi đến, để lan tỏa những tình yêu đó qua những nốt nhạc tiếp theo. Xin mời sân khấu ca khúc được mang tên Yêu Em. Xin mời cùng lên sân khấu để cùng gửi tặng ca khúc này đến cho quý vị. Từ khi gặp em mới cảm thấy à đây người mà bấy lâu nay mà ba mẹ anh khuyên anh lấy. Khó khăn dẫu có sóng gió nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng. Một lời đầu tiên cho em xin gửi đến toàn thể huấn trường một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và hôm nay ngày vui của hai em thì anh có chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc, thì có một ca khúc xin gửi đến toàn thể huấn trường, bài hát Yêu Em ạ. Nỗi
tên theo anh đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai đây sau cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu, vì trái tim anh không nghe em chắc sẽ ngừng. Cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo, vì trái tim anh không nghe em chắc sẽ cảm ơn. Có thể dành cho bạn thêm một tràng pháo tay được không ạ? Rất là hay, ca khúc tuyệt vời. Xin cảm ơn bạn và thay lời cho cô dâu chú rể, chúc bạn luôn được mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và gặt hái được nhiều điều tốt đẹp tại xứ sở cô đơn này. Xin cảm ơn bạn. Và kính thưa tất cả quý vị, cho phép Quân Bảo đứng gần hơn với chú rể và cô dâu một chút. Quý vị thân mến, một thời gian trước thì họ đã học 6 lý hôn nhân, và đặc biệt đó chính là họ được cử hành riêng một thánh lễ hôn phối. Và trong thánh lễ hôn phối đó, họ đã nhận được rất nhiều những lời cầu nguyện, lời chúc phúc đến cho cô dâu chú rể. Và chúng tôi nghĩ được rằng tất cả những điều đó, Thiên Chúa và mẹ Maria bên cạnh đó là những lời cầu nguyện mà tất cả quý vị dành cho cô dâu chú rể, những điều tốt đẹp. Nhưng có một nghi thức tình yêu được diễn ra trong chính thánh lễ hôn phối đó, đó chính là chiếc nhẫn tình yêu. Thì quý vị biết đó là một hình tròn không có điểm đầu điểm cuối, một tình yêu mãnh liệt mà hai người dành cho nhau. Và trong thánh lễ hôn phối đó thì cha cũng đã ban phép bí tích và cũng đã vẩy nước thánh lên chiếc nhẫn tình yêu này. Và trên tay của cô dâu và chú rể họ đang đeo đó chính là chiếc nhẫn tình yêu mà họ đã mua về cho tình yêu của mình, rồi dành cho nhau tất cả những điều đó. Bây giờ xin mời hai em nào giơ tay lên, tay nào đeo nhẫn thì giơ lên để cho tất cả quý vị trong hôn trường được biết. Và quý vị ơi, dành thêm một tràng tay nữa để chúc mừng cho khoảnh khắc này ạ. Xin cảm ơn ha, tràng vào tay của quý vị và chúc mừng hai em. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời cặp đôi lễ tân cùng giúp chúng tôi để di chuyển chung điệu hồng vào trong hôn trường. Xin mời. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Bây giờ xin mời bạn nam cùng giúp chúng tôi để rót ra hai ly rượu hạnh phúc này. Quý vị thân mến, rượu nó tượng trưng cho những sự nồng nàn ân ái, nó tượng trưng cho những mật ngọt của tình yêu. Ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau san sẻ hạnh phúc qua liệu tình yêu này. Và xin mời em cùng nhận liệu hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng quay vào nhau, rồi cùng nhẹ nhàng quàng lên tay nhau nào. Quàng lên tay nhau và cùng uống lên hạnh phúc này với một tràng pháo tay chúc phúc là tất cả quý vị. Xin mời quý vị. Chúc mừng hai em ngày hôm nay sẽ cùng nhau san sẻ những cay đắng ngọt bùi, những thử thách của tình yêu. Và xin mời bạn nữ. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Xin mời bạn nữ cùng nắn lại sân khấu để cùng chụp với cô dâu một bức hình kỷ niệm. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả mình lại chung. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì quý vị biết không ạ? Quý vị đến đây, cái lời đầu tiên, món quà đầu tiên mà quý vị dành đến cho cô dâu chú rể, chúng tôi tin rằng đó chính là những lời chúc. Và bên cạnh đó thì sẽ còn những món quà tình yêu mà quý vị dành đến cho cô dâu chú rể để tăng thêm giá trị của tình yêu này, giá trị của hôn nhân này. Và chúng tôi tin rằng tất cả những món quà đó thì không cao sang cho lắm, nhưng đó chính là tấm lòng mà tất cả quý vị muốn dành tặng đến cho cô dâu chú rể. Và bây giờ chúng tôi xin phép mời lên sân khấu những món quà tình yêu từ hai bên gia đình. Trước tiên chúng tôi xin phép mời lên sân khấu món quà tình yêu từ gia đình họ nhà gái cũng như gia đình họ nhà trai. Chúng tôi cùng lên để cùng trao gửi cho cô dâu chú rể chúng tôi những món quà này. Xin mời. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh.
Trước tiên cho tôi muốn dành thời gian cho gia đình trước. Anh em bạn bè cứ nán lại một chút. Chúng tôi muốn dành thời gian cho hai bên gia đình, nhà trai nhà gái. Anh em bạn bè chúng ta cứ nán lại ở dưới, chúng tôi sẽ mời sau ạ. Xin mời mọi người cứ bình tĩnh. Chúng tôi muốn dành thời gian cho hai bên gia đình trước. Và xin mời đại diện của gia đình cùng lên trao gửi cho cô dâu chú rể của tôi những món quà tình yêu này ạ. Xin mời. Và sau khi trao quà xong, xin mời quý vị cùng nán lại sân khấu để cùng chụp và lưu lại một khoảnh khắc kỷ niệm với cô dâu chú rể. Trước tiên, chúng tôi xin mời lên sân khấu những món quà tình yêu từ gia đình nhà trai cũng như gia đình hoặc nhà gái. Cho tổng lên để cùng trao gửi cho cô dâu chú rể tôi những món quà tình yêu kỷ niệm trong ngày hôm nay. Sau khi trao quà xong, xin mời quý vị cùng nán lại sân khấu để cùng chụp và lưu lại một khoảnh khắc kỷ niệm với cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và sau khi gia đình trao xong, chúng tôi xin chuẩn bị mời đến những món quà tình yêu từ anh em bạn bè. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình. Và tiếp theo xin mời những món quà tình yêu đến từ anh em bạn bè. Xin mời anh em bạn bè chúng ta cùng lên sân khấu để cùng trao gửi đến cho cô dâu chú rể tôi những món quà tình yêu tiếp theo ạ. Ở phía dưới không biết còn ai có món quà tình yêu đến để dành tặng cho cô dâu chú rể tôi không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, bây giờ một lần nữa lại mời tất cả quý vị cùng đến với khoảnh khắc tiếp theo trong ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với món quà. Đó chính là con trai của anh Tuyên thì đã được chú rể làm cha đỡ đầu. Chính vì vậy món quà này dành tặng riêng cho chú rể Nguyễn Luân cũng như cô dâu Thanh Thư. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn món quà tình yêu của bé Su Beo ngày hôm nay đã đến đây tham dự và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn rất nhiều. Cũng như cảm ơn thêm món quà tình yêu mà mọi người dành đến cho cô dâu chú rể. Xin cảm ơn. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là những nốt nhạc tình yêu được vang lên. Các khúc được mang tên Thương Em Đến Già sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị trong một giây phút này. Xin mời lên sân khấu các khúc được mang tên Thương Em Đến Già. Xin mời. Cùng anh đi qua bao khó khăn, dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng. Em xin được gửi lời chào đến tất cả huấn trường. Em tên là Thắng, đồng đội anh Luân. Hôm nay là ngày vui của anh chị, em có bài hát được dành đến tặng cho anh chị. Với ca khúc Thương Em Đến Già.
Xin cảm ơn rất nhiều các khúc thương em đến ra. Cảm ơn bạn. Và chúng ta có thể dành cho bạn một tràng pháo tay được không ạ? Rồi, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công nhá. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, để có được một đám cưới trọn vẹn như ngày hôm nay thì chúng tôi tin rằng những lời chúc của quý vị này, rồi những lời căn dặn từ hai bên gia đình, đặc biệt là sự vun vén của bố mẹ, và chúng tôi gọi điều đặc biệt hơn đó chính là những bậc song thân phụ mẫu, và để chia sẻ cũng như có đôi lời cảm ơn đến tất cả quý vị trong ngày hôm nay, và cũng như cô dâu chú rể có thể chia sẻ với quý vị rằng họ đã chuẩn bị những gì cho đám cưới của mình và mất bao nhiêu lâu cho quá trình này, thì hãy đến với những lời chia sẻ từ chú rể của chúng ta trong ngày hôm nay, cũng như sự đồng hành mà tất cả quý vị dành đến cho cô dâu chú rể. Xin mời em.
Lời đầu tiên, cho phép con xin được cảm ơn tất cả các vị quan khách, bạn bè gần xa đã bớt thời gian đến đây để chúc vui và chúc mừng hạnh phúc với vợ chồng chúng con. Con chúc toàn thể hôn trường thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Con cảm ơn ông bà, bố mẹ đã sinh thành và nuôi nấng chúng con trưởng thành để chúng con có một ngày đặc biệt như ngày hôm nay. Anh cảm ơn em khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương, chăm sóc và bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất. Anh mong rằng cả một khoảng thời gian về sau, anh sẽ là một người yêu thương, chăm sóc bên cạnh em và một người cho em là một bờ vai cho em tựa vào. Anh yêu em. Nói gì cả. Ngày hôm nay cảm ơn thì chồng em cũng nói hết rồi, nên là em cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã hiện có mặt ở nơi đây. Kính thưa tất cả quý vị, chú rể cũng đã có những lời chia sẻ và cảm ơn quý vị. Đặc biệt phải cảm ơn về sự yêu thương mà quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây tham gia tham dự, cũng như có những lời chúc mừng, có những món quà dành đến cho cô dâu chú rể. Thì họ cũng đã nói với nhau tất cả những điều đó để ngày hôm nay mang đến cho quý vị một khoảnh khắc tình yêu tuyệt vời, để cho cô dâu chú rể chúng tôi thêm gắn kết hơn trong cuộc hành trình này. Và tiếp theo trong ngày hôm nay thì chú rể cũng đã chia sẻ với cô dâu rằng sẽ cùng nhau gắn bó hết cuộc đời này, lúc vui cũng như lúc đau buồn, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và che chở cho nhau. Và bây giờ xin mời ekip cùng giúp chúng tôi để di chuyển lên đây chiếc bánh tình yêu ạ. Xin mời. Bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đến với khoảnh khắc cô dâu chú rể cùng cắt chiếc bánh tình yêu này, san sẻ hạnh phúc đến tất cả quý vị. Thưa tất cả quý vị, trên đây đó chính là một tầng bánh hạnh phúc, và trong đó nó có chứa 8 làng dần hờn, nửa ký nhớ thương, 4 làng vấn vương và 1.000 kg hạnh phúc. Và trong đây đó chính là những nỗi nhớ, niềm thương, những ước ao cho một gia đình hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng tay trong tay nào cùng cắt chiếc bánh của mình ra nào. Và xin mời hai em cùng cắt chiếc bánh của mình ra làm 4 phần. Một phần để biếu mẹ, một phần biếu cha, một phần để mời tất cả anh em bạn bè gần xa, và một phần để đôi ta cùng chung hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc này chúng ta có thể dành thêm một tràng tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể được không ạ? Wow, cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc được diễn ra trong ngày hôm nay. Họ cũng đã trao cho nhau những lời nói yêu thương này, rồi cũng đã được chứng kiến cô dâu chú rể cho quý vị thấy chiếc nhẫn tình yêu này, rồi họ cũng uống ly rượu hạnh phúc rồi. Và quý vị có thấy rằng đang thiếu một điều gì để tạo nên khoảnh khắc trọn vẹn ngày hôm nay không ạ? Nào mọi người ở phía dưới, chúng tôi muốn quý vị nói chúng tôi là thấy thiếu điều gì được không ạ? Đây đúng rồi, một nụ hôn nồng cháy. Chính vì vậy bây giờ chúng tôi mời cô dâu chú rể cùng quay vào nhau. Nào xin mời hai em cùng quay vào nhau. Xin mời chú rể cùng đặt hai tay lên bờ eo xinh xắn của cô dâu, và cô dâu đặt tay lên bờ vai vững chãi của chú rể. Và quý vị thân mến, quý vị hãy vỗ tay thật lâu vào nhá, để cho nụ hôn này càng nồng cháy nhá. Quý vị ngừng vỗ tay là cô dâu chú rể chúng tôi cũng ngừng hôn đấy ạ. Chính vì vậy quý vị vỗ tay càng lâu thì nụ hôn càng kéo dài nhá. Cứ vỗ tay mạnh lên để cho họ hôn nhau thật nồng cháy quý vị ơi. Vâng, hôm nay là một sự kiện khó quên trong đời. Hai bạn này hít thở lấy một hơi. 1, 2, 3, 4, xin mời vỗ tay. Vỗ tay mạnh quý vị ơi. Nào, một khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Chúc mừng hạnh phúc. Chúc mừng cho tình yêu của cô dâu cũng như của chú rể. Cũng cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và quý vị thân mến, trong khoảnh khắc vừa qua, đó chính là khoảnh khắc trọn vẹn nhất trong
Buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chúng tôi muốn cho quý vị thấy rằng cô dâu chú rể cũng đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Đó chính là tình yêu viên mãn mà hai người dành cho nhau. Và đó cũng chính là cái kết rất là tuyệt vời cho tình yêu này. Và kể từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón thêm một gia đình mới, một hạnh phúc mới. Gia đình của chú rể Nguyễn Luân, cô dâu Thanh Thơ cũng xin thay lời cho tất cả quý vị trong hôn trường được chúc hai em luôn được mạnh khỏe, bình an, luôn được may mắn. Sau này thì còn chăm lo con cái rồi tất cả mọi thứ còn lo lắng cho cuộc sống nữa. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị. Và xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đứng dậy và đi sát ra con đường ra đây được không ạ? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau đứng dậy và đi gần ra đây để cô dâu chú rể tôi sẽ đi và bắt tay từng người nhá. Nào quý vị ơi, cùng đi sát ra đây giúp cho tôi nào, để cho ngày hôm nay giá trị này được trọn vẹn với khoảnh khắc tuyệt vời này. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng chào đón tất cả những điều hạnh phúc này. Và quý vị từ từ hãy ra khỏi nhà cưới nhá, hãy ở trong đây. Rồi bây giờ xin mời cô dâu chú rể cùng đi trên con đường của mình, xin mời. Rồi vỗ tay quý vị ơi, đi lên. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin thay lời cho quý vị gửi đến cho chú rể và cô dâu thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc hành trình này. Xin cảm ơn. Và quý vị thân mến, và chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau nán lại sân khấu và cùng di chuyển lên đây. Một không gian rất là rộng đang chào đón những sự hiện diện, những nụ cười của quý vị. Và cô dâu chú rể sẽ quay lại trung tâm sân khấu và mời tất cả mọi người cùng lên đây để cùng chụp với cô dâu chú rể của tôi bức hình kỷ niệm. Để ngày mai họ sẽ lấy chính bức hình này đăng riêng một bài cảm ơn có sự hiện diện của mọi người đến tham dự trong ngày hôm nay. Quý vị từ từ hãy ra khỏi nhà cưới vội ạ. Chúng tôi mong rằng tất cả anh em tại quê hương cũng như anh em đồng nghiệp của cô dâu chú rể chúng ta hãy nán lại trung tâm sân khấu này để cùng chụp và lưu lại một khoảnh khắc kỷ niệm nữa với cô dâu chú rể. Rồi xin mời tất cả mọi người cùng di chuyển lên trung tâm sân khấu ạ. Xin mời tất cả mọi người. Đây là điều mong ước của cô dâu chú rể để có sự trọn vẹn hơn trong ngày cưới cũng như ngày trọng đại của mình. Chính vậy chúng tôi mong rằng quý vị hãy hiện diện thật là đông đủ trên bức hình này. Rồi xin mời tất cả quý vị cùng lên trung tâm sân khấu giúp chúng tôi ạ. Xin mời. Một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị trong khán phòng này chúng ta cùng di chuyển lên sân khấu để cùng chụp và lưu lại một khoảnh khắc kỷ niệm với cô dâu chú rể. Và xin mời hai bác đại diện ạ, xin mời anh em trong gia đình ở nơi ở ngoài cũng như tất cả mọi người bạn bè chúng ta cùng lên sân khấu để cùng chụp và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm với cô dâu chú rể, xin mời. Chúng tôi mời tất cả quý vị đang ở phía dưới chúng ta cùng lên sân khấu đi ạ. Nào tất cả mời chị em nào phía dưới nào. Anh em đang ở phía ngoài nào cùng di chuyển lên đây đi nào. Chụp với cô dâu chú rể tôi bức kỷ niệm thôi. Để ngày mai cô dâu chú rể sẽ đăng bài cảm ơn có sự hiện diện của chúng ta trong bức hình đó. Thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Nào quý vị ơi. Nào tất cả chị em đang ở phía dưới nào. Chúng ta cùng lên nào, lên hết đi nào. Lên đông đủ cho vui, cho đông để bức hình được đẹp hơn. Nào mời tất cả quý vị. Anh em đang ở phía ngoài cho tôi mời là mọi người cùng di chuyển lên sân khấu đi để cho càng đông người càng đẹp, càng trọn vẹn hơn với ngày trọng đại này. Bây giờ mới là lưu lại cái khoảnh khắc kỷ niệm với cô dâu chú rể này. Rồi quý vị cố gắng. Mọi người cứ đứng thoải mái ra, đừng đứng gần quá, bức hình nó lại không được đẹp. Về sau cô dâu chú rể về sẽ có một khung hình đẹp hơn. Nào, giữa hai người đứng trước có một người đứng sau nha. Giữa hai người trước nha, có một người sau.
cái sự diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và điều thứ hai, xin chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Cũng như thêm một điều nữa, cô dâu chú rể muốn dành tặng đến tất cả quý vị, đó chính là trong ngày hôm nay, dù công việc bận bịu mà quý vị đã đến đây, nhưng với cá nhân của cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình sẽ không thể có những sự đầy đủ đón tiếp một cách chu đáo. Và nếu như có bất kỳ điều gì chưa được trọn vẹn thì mong rằng tất cả quý vị hãy thông cảm và bỏ qua cho cô dâu chú rể của tôi nhá. Rồi ngày hôm nay bữa tiệc này đó chính là sự chuẩn bị của cặp đôi nương dành đến cho tất cả quý vị, cũng như chúc tất cả quý vị một bữa tiệc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và trên bàn của tất cả quý vị đang có những ly bia, ly rượu. Rồi chúng tôi muốn thấy rằng tất cả quý vị hãy nhanh chóng rót đầy ly bia của mình được không anh em ơi? Rồi bây giờ thì cô dâu cũng như chú rể mỗi người sẽ nhận một ly bia. Và chúng tôi muốn thấy rằng tất cả quý vị cùng giơ ly cùng với chúng tôi nào. Nam uống bia cũng để giơ tay nhá. Các bạn nữ uống nước ngọt cũng giơ hết luôn. Rồi bây giờ chúng tôi muốn thấy sự nồng nhiệt của tất cả quý vị. Anh em ơi, ly đâu. Có những người vẫn chưa giơ ly thì chưa thể chúc được. Nào chưa giơ ly thì cầm chai lên quý vị ơi. Anh em ơi, 1, 2, 3. Rồi quý vị uống hết nào, uống hết ly đầu tiên nào, 100% nhá. Rồi mọi người hãy nhiệt tình cho bữa tiệc này và mọi người hãy uống hết 100% ly rượu này. Và bây giờ thì cô dâu chú rể sẽ đi từng bàn một để gặp gỡ quý vị cũng như có những lời cảm ơn đến sự diện của mọi người trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay lúc nãy mà chưa bắt tay cô dâu chú rể được vì thời gian hơi là bận một chút, thì bây giờ cô dâu chú rể đi từng bàn một thì quý vị hãy cùng bắt tay thêm và gửi thêm những lời chúc mừng đến cho họ nhá. Rồi cô dâu chú rể cũng có những lời cảm ơn đến xin diện của tất cả quý vị. Một nữa chúng tôi xin chúc tất cả quý vị một buổi tiệc thật là ngon miệng, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Trên sân khấu này thì chúng tôi luôn đón nhận tất cả những thi yêu cầu âm nha. Từ cảm ơn.
tuổi thơ anh, tuổi thơ anh mẹ ru bên cánh vọng gió đung đưa cây khế sau nhà. Để người đi mang nỗi niềm mong nhớ, ôi quê nhà buổi nắng hai sương, ôi quê mình nhút mặn cà chua. Vâng, và quý vị có ai có những ca khúc hay thì chúng ta cùng liên hệ ban tổ chức để gửi tặng đến cho chú rể Nguyễn Lân cũng như là cô dâu Thanh Thơ trong ngày hôm nay. Có bao giờ anh viết được văn thơ, trước mắt anh là trời xanh lá biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy cô. Dòng sông lá chảy từ dòng lá, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ, anh đưa em về kệ bên tam xoa, ai ơi có về hồng linh quê ta. Hoành sân lên ngang vượt qua ngàn bão tố, đông lòng ơi mười bông hoa bất tử, vì phu thiên cầm tàu anh ra khơi, ngân nga câu hò kẻ phù quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa đầy nắng gió, về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đó thắm đượm tình quê. Có bao giờ anh viết được văn thơ, trước mắt anh là trời xanh lá biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹm con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy cô. Dòng sông lá chảy từ dòng lá, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ, anh đưa em về kề bên tam xoa, ai ơi có về hồng linh quê ta. Hoành sân lên ngang vượt qua ngàn bão tố, đông lộc ơi mười bông hoa bận tử, vì phu thiên cầm tàu anh ra khơi, ngân nga câu hò kẻ phù quê. Vì phu thiên cầm tàu anh ra khơi, ngân nga câu hò kẻ phù quê ơi. Anh đưa em về tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tiên quê. Xin cảm ơn những trọng tay của tất cả quý vị rất là nhiều.
Và một lần nữa xin gửi chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Bồng bềnh mái trắng, thấp thoáng lâu nhiều sừng cây, lòng lạnh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chờ vi, gót ngao cành lễ má, đào xuân chung chim anh say. Gặp gừng sương gian lối phố, xôn xa nhịp bay đường thèn chàng trai xuống chợ, thèn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa vắng. Chiều liễn huyền thoại, mặt trời mọc lên từ mái, phố nhỏ hiền lịnh từ trong mây. Ơi xa vắng, nơi gặp gỡ đất trời, một mùa hoa trái và mùa con trai. Anh về cùng em, em chàng trai xuống trời, em gặp
Xin được gửi tặng đến tất cả mọi người một ca khúc được mang tên Người đi ngoài phố. Sông người đi đi ngoài phố nhớ giang xưa mịt mù thành phố đã chiều công viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi người đi đi ngoài phố chiều bơ ngỡ bơ vơ người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài thành ghê khu người yêu xưa còn đâu tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đời, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu để thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kín tròn mong đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, lòng chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố khu người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra từ. Rớt bên sông người đi đi ngoài phố nhớ giang xưa mịt mù hành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi người đi đi ngoài phố chiều bơ ngỡ bơ vơ người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mong đâu em. Xin từ giã
đường vỗ chan mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin ra từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu tình duyên đã ra. Vô vàn app chuyển tiền về Việt Nam thì có một app chuyển tiền thành công chỉ trong một phút thôi mà lại còn đứng mua đồ Việt Nam hơn. Thưa quý vị thân mến, vì thời gian không cho phép cho nên là ai có bài hát hay thì chúng ta cùng liên tục lên sân khấu để chúng ta gửi tặng đến cho Reno cho ngày hôm nay. Alo. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tại tên. Xa xa mây phủ non hồng lim, đa vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần hơn chi rướng bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, đi hóa điểm khi thì hóa phải nở. Em xuống bến đò em về bến nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buông. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu vì dằm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tại tên. Xa xa mây phủ non hồng lim, đa vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông, tên duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nó, dần hơn chi cứa bên sông buồn.
khi đi hóa phải nở. Em xuống bên đó em về bên nớ, mãi treo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu vì dằm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Thưa quý vị thân mến, vì thời gian không cho phép cho nên là bây giờ ban nhạc của chúng tôi sẽ lên những ban DJ hay nhất để gửi tặng đến cho tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Và được biết thì tất cả anh em người Nghệ An chúng ta rất là nhiệt tình, được không ạ? Nhiệt tình thì chúng ta cùng lên sân khấu để chúng ta cùng vui vẻ với để chúc mừng cho chú rể Nguyễn Luân cũng như là cô dâu Thanh Thơ trong ngày hôm nay, được không tất cả quý vị ơi? Một lần nữa, DJ Bảo Dương sẽ mang những bản nhạc nổi tiếng nhất của anh vừa sáng tác trong những ngày qua. Và xin mời tất cả quý vị, những người con Nghệ An, những người con 37, những người con 38, chúng ta cùng trở về với sân khấu để góp vui với không nào. Xin cánh tay của tất cả anh chị em chúng ta cùng trở lại không nào. Tất cả mọi người, 37 đâu rồi? 37 ơi, 37 giơ tay lên nào. Hà Tĩnh ơi, Hà Tĩnh ở đâu ạ? Còn anh em Việt Nam ở đâu ạ? Giơ tay thật lớn lên nào anh em nào. Chơi nào. Lên. Cô dâu chú rể xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh em mình nhiệt tình và lên sân khấu cũng quẩy với cô dâu chú rể được không ạ? Ai sợ thì đi về. Và tiếp tục với một ca khúc mới do Bảo Dương gửi tặng đến tất cả mọi người nhá. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về. Rất rõ, rất rõ. Ôi làm sao? Anh em ơi, đâu rồi? Giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi cho tới cuối con đường. Và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Làm ơi, vô hết rồi hè. Hey, anybody say. Hey, lady say ho. Hey, lady say hey. Hey, ba bảy ơi. Hey, lay down. Lay down.
cho Minh Hợi một câu là lấy vợ chưa, là lấy vợ chưa, lấy vợ chưa là mấy giờ rồi, vừa ở đâu là vừa ở đâu. Hey, ba bảy ơi, hey, chạy nhập đây, hey, chú để sao, hey, biến lên đây, hey, anybody say, hey, lady say ho, hey, hôm nay chẳng lên cao, thịt lao đao bay lên sẽ cao vào vòng tôi, bất sao đôi, anh em đi cùng về chung lối, bản nhạc DJ hôm nay thật hay, anh em ta cùng bay cho say. Hey, anh em ơi, đâu hết rồi nhau, tay đâu, lên nào lên nào. Một chậm là say đi đâu, hai chậm là đắm say. Lên nào lên nào say. Người đi em, đừng không nhé. Hey, cả nhóm ơi, hey, chị em ơi, đâu hết giờ, lên đây, vậy lên đây, và em ở đâu là em ở đâu, ở chỗ nào là ở chỗ nào, ở chỗ này là ở chỗ này, lấy châu không là lấy châu không, lấy sân khấu là lấy sân khấu, lấy anh Ngọc Lê nhá. Chặt vào nhau say. Xin mời anh em chúng ta cùng đưa bia lên nào, bia đâu, bia đâu. Chú siêu. Woo. Lấy bia lên Hải ơi. Hey, hôm nay đỡ hơn. Vòng 1, vòng 2, rơi đến cả vòng 3. Điển hình chữ S của Hải làm thích rơi nha. Từ Seoul về còn ngay cả anh em mình cùng chơi về ba. Lên nào. Ai sợ thì đi về. Cánh tay đâu nào. Hey, chị em ơi. Hey, chưa nghe thấy. Hey, to được không? Hey, vậy đen ơi. Hey, gái xinh đâu nhỏ. Hey, anh ở đâu là anh ở đâu, anh ở đấy là anh ở đấy, có vợ chưa là có vợ chưa, có vợ rồi là có vợ rồi, có vợ rồi thì cút. Rất cao. Hey, ba bảy ơi. Hey, đàn ông ơi. Hey, bia đâu, bia đâu. Hey, đưa bia lên nào. Hey, bia ở đâu là bia ở đâu. Cô dâu ạ, hỏi cô dâu. Một lần nữa thì DJ Bảo Dương sẽ gửi tặng đến tất cả các chị em một cái khúc được mang tên Cưới Thôi Em. Anh nhớ em đó. Khi đã xa nhau rồi, nên anh đến chờ cùng em. Dạ, hãy có chị em nào thất tình không nhỉ? Anh vẫn khóc một mình. Cùng nhau. Ok, ok. Anh vẫn luôn tên đi từng bao buồn của nàng à ơ
vù vơ câu hát. Có lẽ chưa bao giờ anh biết ta còn em nhận được chân quá bao ngọt ngào bao cố gắng. Cánh tay đâu đâu. Hey, anybody say? Hey, vượt to lên nào. Hey, chưa nghe thấy. Hey, một lần nữa nào. Hey, chị em mình ơi. Oh, Nghệ An ơi. Oh, cha mình bảo gì nhỉ? Hey, má mình bảo gì sao? Hey, chưa nghe thấy nào. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của tất cả anh em Nghệ An nhá. Tay đâu giơ tay lên nhá. Hey, váy đen ơi, váy trắng ơi, có chồng chưa, yêu anh không, anh hiểu nhá, I love you. Em ở đâu đó, em ở đâu, ở chỗ nào đó, ở chỗ nào, sướng ở đâu là sướng ở đâu, sướng ở đây là sướng ở đây, chuối ở đâu là chuối ở đâu, chuối ở đây là chuối ở đây. Ok, ok, ok. Thế giới này là của Dương và Dương có quyền đi với em. Tập hết tất cả đèn xanh, trang chạy thật nhanh. Với Dương cầm chân tay mà sẽ sớm bay. Dương cầm chân tay hết đêm này uống vài chai. Trang thích gì Dương cho đó thích tay lì. Dương cùng cho Trang thích eo vì Dương cùng có những chơi. Chinh một khúc bảo Dương gạch đến cho cô dâu thanh thơ nhá. Ai cưới rồi nào? Ở giới này mạnh lên. Hy sinh thì anh cố gắng. Em sẽ là gì nào? Em sẽ là mẹ anh. Ba bảy ơi, hey, lên chưa lên chưa, hey, váy trắng ơi, hey, váy ngắn ơi, hey, yêu anh không, hey, anh luôn nhá, hey, cho mình hỏi một câu là chơi ở đâu là chơi ở đâu, chơi ở đây là chơi ở đây, chơi em nào là chơi em nào, chơi em này là chơi em nào, chơi tất cả các em, chơi tất cả, chơi tất cả. Em sẽ là một sóng, em sẽ là một sóng. Sóng sẽ ngã bao giờ, anh có em. Dân tất cả, dân tất cả. Em sẽ là con sóng, xinh đẹp trên đời. Dịu dàng từ lần và nắng, đang chứng soi đậm tình thân hồn. Nụ cười đầu vào vắt nhau. Hét lên với cả thế giới, có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhớ. Hey, hey, chị em ơi, anh em ơi. Văn Hải ơi, Hải chó ơi, chưa nghe thấy, váy đen ơi, xinh gái thế nhờ. Vòng 1 và vòng 2 rồi đến cả vòng 3, điển hình chữ S của em là thích sợi nha. Từ Seoul về Nghệ An, ta cùng chơi phê pha. Dân tất cả, woo. Hey, chị em ơi, hey, anh em ơi, woo. Cả nhà mình ơi, hey, hôm chơi đi. Cho mình hỏi một câu là vui ở đâu là vui ở đâu? Muối ở đây là muối ở đây. Chơi ở đâu là chơi ở đâu? Chơi ở đây là chơi ở đây. Say ở đâu là say ở đâu? Chơi ở đây là chơi ở đây. Chúng ta có hát tới cái khúc nào? Dân tất cả. Lên, tay đầu, lên. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Tập hết tất cả để xoay. Nào tất cả những cánh tay của tất cả mọi người đâu rồi? Giờ hai tay lên cao nào và cùng say với tất cả mọi người ở đây nào. Cô cháu chúng để xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho anh em có một chuyến bay an toàn nhất nhá. Bia đâu? Hát tô. Ok nhá anh em ơi. Hát to lên nào. Em chỉ là gì nào? Chỉ là con gái thôi. Muốn là con gái của loài người. Anh không chỉ muốn em như bao người. Được anh yêu thương.
Hay quá nhá. No. Oh, hi, try. Hey. Hey, chị em ơi. Cả nhà một đây. Hey. Ba bảy ơi. Hey. Vẫy đen ơi. Hey. Tóc chàng ơi. Hey. Tóc đen ơi. Thì cho mình hỏi một câu là chơi ở đâu, là chơi ở đâu? Chơi ở đấy, là chơi ở đấy. Cưới ở đâu, là cưới ở đâu? Cưới ở đấy, là cưới ở đấy. Cưới của ai, là cưới của ai? Cưới em, cưới em. À, chơi nào, chơi nào. Hey. To lên được không? Hey. Môi trên nó gì? Hey. Môi dưới nó sao? Lên nào, lên nào. Lên. Hôm nay chẳng lên cao, thích lao đao bay lên trên cao vào bóng. Tôi thật xa lời, anh em mình cùng về chung lối. Bản nhạc DJ hôm nay thật hay. Anh em mình cùng muốn cho say. Một lần nữa DJ Bảo Dương xin tặng đến cho tất cả anh em Nghệ An, anh em 37, đặc biệt là tất cả chị em gái một ca khúc được mang tên Thất Tình nhá. Và trời, hôm nay có ai thất tình không ạ? À? Ai thất tình ra tay lên cao. Ui, thất tình nhiều thế nhỉ. Để tự nhiên hạnh phúc cho em. Hát to lên nào mọi người nào. Ca khúc này cần tất cả mọi người hát to lên nào. Mắt em cứ rơi thật nhiều. Ok. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, anh rất yêu em. Hay quá em ơi. Cuộc sống Vân Anh ơi, anh đang ước vào Vân Anh ở đây nào. Sẽ hạnh phúc giống như bao người. Okay, anh theo đề nha. Anh theo đề thất tình nhá. Hay quá nha mọi người. Thật gì, thật gì. Hey, chị em ơi. Hey. Thất tình không? Hey. Lấy chồng không? Hey. Không lấy nha. Hey. Người yêu cũ là đồ con gì? Người yêu cũ là đồ con gì? Hey. Người yêu cũ là đồ bất dạy. Này có người yêu cũ đi đây không nhỉ? Người yêu cũ chú này đâu? Giơ tay lên. Có muốn chia tay như vậy? Người yêu em ơi, lần lại nhớ em đang ở đây. Ôi trời, người yêu chú này đâu? Khuôn mặt ấy sao lại đau thay? Chỉ một tình yêu. Muốn nhắn tin cứ cho em nhiều. Hải ơi, Hải. Ta có duyên gặp lại. Hải quá nha mọi người ơi. Lập Thạch ơi. Hải của tất cả anh em. Tay của tất cả anh em đâu rồi? Lại là tâm sự với người nào? Hey, Lập Thạch ơi, hey. Cửa nói, hey. Lập Thạch ơi, hey. Chưa nghe thấy, hey. Một lần nữa nào, hey. Anh Nguyễn Luân có đẹp trai không? Trịnh Thanh Tơ có đẹp gái không? Quá đẹp gái là quá đẹp gái. Anh Ngọc Lê chim có to không? Quá đẹp cú là quá đẹp trai. Con lơ tay lên cao. Lệ. Một lần nữa cái khúc mate tâm sự với người lạ nhá. Hôm nay ai là người yêu cũ của chú rể thì giơ tay lên cao. Giơ tay lên cao nào. Người lạ đâu rồi? Ê, sao? Bye bye. Đường về thì sai mà lòng thì lưu chưa an, không ai không lạnh lại. Đành cứ thế đi mệt ba ba ba.
rồi làm sao đâu. Thật sắc chưa thơ tình cơ. Hey, Lâm Thành ơi, chú rể mình ơi, cô dâu đâu rồi? Vui đi nào, vui đi nào. Hey, chơi nào, chơi nào. Hey, em ở đâu, là em ở đâu? Em ở đấy, là em ở đấy. Ở chỗ nó, là ở chỗ nào? Ở chỗ này, là ở chỗ này. Có chồng chưa, là có chồng chưa? Chưa có chồng, chưa có chồng. Có bầu chưa, có bầu chưa? Giờ tình cơ. Hey, chị em ơi. Hey, Lập Thạch ơi. Lê Đạo. Áo Hường ơi. Hey, áo Xám ơi. Hey, I love you. Hey, giơ tay cao. Lê Đạo. Một chấm thì say đắm, ba chấm là đồng xoay, ba chấm thì ngất ngây, bốn chấm lên lẽ luôn, lẽ luôn, lẽ luôn, lẽ luôn. Bảo sao, bảo sao mà không phơ. Đứa bảo dương trên thằng đế tích cực nhau mà không bằng tên đẹp trông tình yêu. Ai hát thu cuối giờ tay lên nào. Thu cuối nhá. Tỏ lên nhá. Đã từng ngọt ngào vì ai. Wow. Vui vẻ thế thật ơi. Lên. Khi anh có em. Anh Thập ơi, sướng thế anh Thập ơi. Dùng chi, dùng chi. Sao giờ hơn một năm trôi qua. Ban nhạc thật tuyệt đó. Không còn em nữa. Hát ta nào. Hey, chị em ơi. Hey, cả nhóm ơi. Hey, chưa nghe thấy. Hey, Lâm Thạch ơi. Hey, cửa nó ơi. Hey, cửa mong ơi. Hey, em đập chạy là em đập lên. 1, 2, 3 hôm nay chân lên cao, thích lao đao bay lên sẽ cao vào bóng tôi. Phát xa lời ơi, anh em mình cùng vẽ chung lối. Bản nhạc DJ, DJ, DJ bảo dưỡng. Còn lên nhau. Vân Anh, I love you. Quá đẹp luôn. Gái Lập Thạch mãi đi. One, two, three, four, five, six, seven. Là bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày thơ bóng đi qua. Nụ cười gì đâu. Cười ba anh bắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mai xa bờ. Lòng gì đâu, lòng chói à? Hey, anh em ơi, tôi đến không? Còn gì mà xanh được bên nhau? Chẳng bao giờ sao? See you.
Bảo Dương xin tặng đến tất cả các chị em thất tình ngày hôm nay một ca khúc đêm trao tình yêu, và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc nhé. Giơ tay lên. Woo! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey,
là trai em nào. Hạnh phúc nó sau đêm ba buồn mà với em. Giờ đây em mới biết những ngọt ngào trong tình yêu. Cảm ơn đớn đau thêm nhiều vì tình trái ngang. Thời gian ơi, xin hãy đừng trôi. Ok, ok. Và Dương để gửi tặng đến tất cả mọi người những lời sâu sắc. Ok em ơi. Hay quá nhỉ. Ok ok ok. Một lần nữa thay lời cho chúng đây Nguyễn Lân và bây giờ Thanh Thân và tình cảm với em Lập Thành nhé. Lập Thành ơi, tay đâu tay đâu. Hai người xa lạ. Huyền ơi, hey. Có chồng chưa? Hey. Lên đây nha, hey. Lên đây ơi, hey. Cho mình hỏi một câu là chơi ở đâu, là chơi ở đâu? Chơi ở đây là chơi ở đây, chơi em nào là chơi em nào? Và tiếp tục các bạn số này gần đây đến tất cả mọi người để chơi một trong đã có rối gian nhiều, vẫn rất nhiều. Đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không, như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau. Người xa lạ, lạ, lạ. Tình yêu bao lúc trước đã có rối gian nhiều. Từng đêm xuống nước mắt ước đẫm nhớ em nhiều. Từng rối gian nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi. Bên trước, bên trước, bên trước, bên trước, bên trước, bên trước. Cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Em Huyền ơi, chuyên gia ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười lời anh như chết lặng. Nhớ người yêu một nơi, anh nhớ một trời, tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em. Ok ok. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bay phi cùng em trên bằng đường đầy nắng. Hãy đợi.
Mưa đang rơi bên tìm nỗi đau trong lòng
hôm nay.